cái xà phòng tắm, xà phòng này ưng lắm. Em đoán không lầm là hồi xưa em có mua một cái ở lúc là kiểu cái này là gì ta, từ từ cái này là gì à, Bikono, hình như là Bikono, hai mươi mấy nghìn cho một một cái như vậy đó. Chị thấy hai mươi nghìn, cái này hai mươi mấy nghìn rồi đấy, và tặng thêm một cái set tắm trắng bơi với chị nữa, mua một tặng ba nha, kem bơ cộng số điện thoại giùm em, giúp với chị dễ thương, tặng combo đi muối. Hôm nay không có, hôm nay bên chương trình không có combo sale, nên là hôm nay là chỉ có tặng quà tặng thôi. Khi mà chị mua hai sản phẩm nha, mấy chị được tặng cái sữa tắm này rất là to, xài rất là thơm nữa, rất là ok ha. Chị đã lấy chốt cho em nha. Hai sản phẩm có tắm trắng bơ 250k, chị lấy chốt luôn giùm em. À, tối em live tiếp cho mấy chị nha, tối vô chơi với em để mình buồn quá, chồng em cứ ăn rồi đi tập gym miết bỏ em hoài luôn á. Bởi vậy mấy chị thấy cứ trưa trưa chiều chiều là em lên live miết luôn, ngày em live cái chục lần cho mấy chị luôn á. Camper không thấy không? Dạ thấy chứ chị Đền Bắc ơi, em có thấy. Mấy chị thương em, mấy chị cứ để lại số điện thoại đi, nhà em chốt rất là kỹ càng cho mấy chị nha, mấy chị yên tâm, cứ để lại số điện thoại cho em là sẽ có đơn hàng ha. Mình cứ mua cái gì mình để lại số điện thoại trên live, trên live là mấy chị có quà, mấy chị inbox hay mấy chị nhắn tin cho em nhiều khi không có đó, nên chị cứ đặt trực tiếp ở trên live giùm em nha. Được, đặc biệt nhất này em muốn nói cái này cho mấy chị. Dạ chị Hà Thiện ơi, cho em xin số điện thoại nha, tôi nhớ like nha muối. Dạ mấy chị nhớ nhấn theo dõi nha, vô chơi với em chứ vui. Giờ Facebook bóp tương tác nhiều khi em like mấy chị cũng thấy, mấy chị cứ nhớ nhấn vô cái like cái trang muối cộng nè, hoặc là bi cộng hai trang đó em thường xuyên like, còn những trang còn lại lâu lâu em vô like một lần. Mấy chị nhớ nha, nên là mình cứ vô hai trang đó giùm em. Rồi đây ha mấy chị ha, cái bộ này là bộ gì, bộ trị mụn nhà em, trị mụn chuyên sâu nhà em luôn. Mình mua kem mụn riêng thì chốt cho em kem mụn cầm số điện thoại áp dụng qua tặng cho mấy chị luôn ha. Sữa tắm nhà em không có bán, chị sữa tắm nhà em mua hai sản phẩm là em tặng luôn, không bán nha chị Bình ơi. Và cái sữa rửa mặt là 250k, chị nó lấy chốt luôn giùm em. Mình chưa bao giờ mình mua, mình thử đặt niềm tin ở em, mình mua một lần vì thật sự là nhà em bán giá rất là ok mấy chị. Coi ví dụ áo quần thôi có trăm mấy, chín mươi mấy, hai mươi mấy nghìn cho mấy chị. Vitamin nhảy luôn luôn rẻ, mỹ phẩm cũng nhảy luôn luôn rẻ. Và nhiều khi em biết là mỹ phẩm mình sợ vì trên mạng thực sự nó bán rất là nhiều và mình không muốn đặt niềm tin ở trên mạng nữa. Nhưng mà nếu được mấy chị thử đặt niềm tin em một lần, mình mua về mình xài thử ha. Tất cả những dòng em nói với chị nè, hứa cam cái mấy chị bán hàng chính hãng, thí dụ từ kem bơ cho tới những cái vitamin hoặc là những cái áo quần, hàng Quảng Châu ra hàng Quảng Châu, hàng Thái ra hàng Thái, hàng Việt Nam nói hàng Việt Nam, nên mấy chị yên tâm ha. Giờ ai lấy thì chốt, em bán nhiều hàng lắm, nhiều dòng lắm, Mỹ cũng có, Nhật cũng có, Hàn Quốc cũng có, Thái cũng có, Việt Nam có, rất là nhiều. Nhưng mà dòng nào em bán, em dám đưa cái mặt em ra để em bán thì cái sản phẩm đó phải chất lượng em mới dám bán cho mấy chị. Thì mình bán lâu vậy, em bán 4 năm trời rồi, không bao giờ mà dám bán một cái sản phẩm mà không uy tín để mà rồi mình mất, mình đâu có bán được gì đâu, nên mấy chị yên tâm ha. Cái này ai mà tin tưởng em thì mình thử mình đặt mình mua một lần. Cứ mà da mặt mình không được đẹp thì mình cứ chăm sóc bản thân của mình bằng cách em chăm sóc, thì em tư vấn với chị tận tình. Vì chỉ những cái người mà người ta đã sử dụng rồi, người ta bán hàng, người ta đã sử dụng, người ta dám thoa lên da mặt, người ta dám lấy bản mặt mình để mà ra đây và tư vấn cho mấy chị, thì những người đó bảo đảm mấy chị sẽ là lâu dài, nên mấy chị yên tâm đó. Chị nào mà chưa mua thì mình đặt niềm tin mình mua thử một lần nha. Giờ này vẫn còn đúng hàng sao chị, quá tuyệt vời luôn. Giờ tặng cho mấy chị quà ha, chị nào hồi nãy chia sẻ rồi. Giờ em tặng trước cái combo 1 triệu đồng. Cái 1 triệu đồng này là chị nào có chia sẻ 20 lần bất kỳ ở đâu là mình có quà được không. Còn nếu mà cái hồi nãy em có nói là combo là 500 nghìn đồng là chị nào chia sẻ nhiều nhất. Giờ tặng cái combo 1 triệu đồng trước nha. Ai đã chia sẻ 20 lần bất kỳ đâu rồi, comment cho em này. Quà muối xù cộng số điện thoại của em sẽ lướt và chọn ngẫu nhiên một bạn để em tặng quà. Còn bạn nào mà chia sẻ nhiều nhất xíu nữa em tặng. Đó, tặng trước combo 1 triệu nha. Giờ comment cho em là quà muối xù này cộng số điện thoại giùm em ha. Tắm trắng nhanh bật tông không? Tắm trắng cực kỳ bật tông, cho da nào càng chai lì càng nhanh bật tông ha. Nếu như mình có muốn kiểm tra có bật tông hay không á, mua về phần quà để mình có cái test. Đây là cái gói test nhà em nha. Gói này bình thường bán ra thì tầm khoảng 30 mấy nghìn, nhưng mà trên livestream thì em sẽ tặng cho mấy chị luôn. Bán ra thì một gói như vậy là ba mấy ha. Mấy chị thử test lên da của mình một lõm thôi. Đó, tầm khoảng 15 20 phút mấy chị ra mấy chị rửa cho em, bảo